Louis Casson chính là mũi tên tiếp theo mà chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay. Louis Casson có thể coi là mũi biến thể của mũi Casson, nhưng từ mũi thêu này mình có thể thêu rất nhiều loài hoa và phát triển thêm những mũi biến thể mới. Nên Mai sẽ dành một phần để nói riêng về mũi Louis Casson. Với những ai yêu thích mũi thêu 3D, những dạng hoa có cánh bồng bềnh và nổi hẳn trên bề mặt vải thì đây là một mũi thêu rất phù hợp và không thể bỏ qua. Với mũi thêu Louis Casson, chúng ta vẫn sẽ thêu tương tự như với mũi Casson, nhưng chúng ta sẽ dùng thêm một cây kim để tạo ra được một cánh hoa như thế này, rộng hơn. Thì chúng ta sẽ thêu mũi thêu này như sau. Đầu tiên mình vẫn sẽ đâm kim lên tại điểm trên cùng của đoạn thẳng. Tiếp đó sẽ luồn kim xuống từ dưới điểm kết thúc của đoạn thẳng này lên điểm đầu tiên. Tiếp đó mình sẽ dùng thêm một cây kim và mình sẽ ghim song song với cây kim thêu của mình. Như này. Tiếp tục quấn các vòng chỉ quanh thân kim. Chúng ta sẽ quấn chỉ vòng qua cả hai thân cây kim như thế này. Sau khi đã đạt được số lượng vòng chỉ mà chúng ta mong muốn, mình sẽ rút cây kim không có chỉ ra trước. Sau đó tiếp tục dùng tay giữ lại vòng chỉ mà chúng ta vừa mới cuốn và mình sẽ tay còn lại rút kim lên. Vẫn tiếp tục giữ cho tới khi chúng ta rút hết chỉ. Và bây giờ mình sẽ đâm kim xuống tại sát chân của mũi kim thứ hai. Như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta sẽ được một phần cánh hoa to hơn so với phần cánh hoa của mũi Casson. Với hình thái thêu cong, chúng ta vẫn sẽ thêu tiếp tục như vậy, nhưng với số lượng vòng chỉ nhiều hơn so với khoảng cách của đường thêu mẫu. Với mũi thêu này, chúng ta có thể gặp phải lỗi sai giống tương tự như mũi Casson. Và sẽ thêm một lỗi nữa là khi chúng ta quấn chỉ quanh thân kim, nếu không chặt, nếu không đủ chặt, thì chúng ta sẽ bị gặp phải lỗi sai như thế này, khiến cho mũi thêu của chúng ta không đúng hình dạng thêu mà mình mong muốn. Chúng ta vừa mới học xong mũi thêu Louis Casson và bây giờ mình sẽ chuyển sang mũi thêu tiếp theo.